Ok, ở đây mình đang có một cái lo thép nha các bạn. Hiện nay cái lo này bị cháy con nha. Nhưng cái vấn đề ở đây là mình không thể nào mình dặn nổi cái lo này ra nha các bạn, nó rất là cứng. Thì lo này các bạn nhìn thấy đây nè. Nó có đổ một lớp keo đây các bạn thấy không? Đây. Nó có một lớp keo nha, cho nên là mình không thể nào mà mình dùng hai cái tay mà mình kìm cái này lại mình gỡ được nha các bạn. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà gỡ nha, một cách đơn giản nhất nha các bạn. Đây. Thì đầu tiên thì các bạn thấy cái lo thép nằm như thế này đúng không? Đây các bạn gỡ lo ra nằm như thế này. Bật lắt lên. Đây. Thì các bạn sẽ bắt ốc ngược lại đây nha. Đây nè, các bạn bắt ốc ngược như thế này nè. Đấy. Và như thế mình dễ dặn nó dễ hơn nha các bạn. Đây. Thì mình bắt ốc vào cái đó nha các bạn. Ok, thì sau khi các bạn vặn bốn ốc như thế này thì các bạn nhớ vặn bốn con nha. Và đừng có siết cứng nha các bạn. Thì cứng quá đây nó sẽ bị gịch, nó sẽ bị bể mũ nha. Sau đó các bạn chỉ cần lấy tay các bạn dặn thôi. Đây. Cái này không, mình lấy hai tay dặn mới được các bạn. Tại vì nó cứng mà. Thì mình thử một tay cây dao nha. Không được rồi các bạn, để mình lấy hai tay mình dặn ra nha. Ok, sau khi lấy ra thì mình dặn ra rồi này các bạn. Hai tay dặn mới ra nha. Chứ còn mà mình cầm một tay mình kìm cái họng này với kìm cái chép với cái họng mũi mình không thể nào mà dặn ra được nha. Đây. Ở đây nó đổ keo rất là cứng các bạn. Đây các bạn thấy keo không? Đây nè. Rất là cứng cho nên mình dặn lơ mơ là nó gãy họng các bạn. Ok, thì khi các bạn vặn như thế thì nó sẽ được thôi nha các bạn. Vặn như thế thôi thì khi các bạn bắt vào thùng á thì mình dùng hai tay mình vặn nó sẽ ra thôi. Rất là dễ thôi. Khi mà ra rồi thì các bạn vặn tiếp này ra thôi. Ok, sau khi các bạn vặn xong ốc đi ra thì bốn con ốc đi ra thì các bạn mở cái nắp nhựa thôi, gỡ con này ra thay con mới vào được nha. Rất là đơn giản luôn, nhanh gọn lẹ nha các bạn. Với các bạn mà cầm một tay cầm cái nắp nhựa nè, một tay cầm này các bạn phải lực dữ lắm các bạn dặn mới ra nha, còn không ra không nổi đâu. Các bạn phải bắt vào cái thùng ở đằng kia nha các bạn, bắt vào cái thùng đằng kia các bạn dặn mới được nha. Thì chính cái thùng các bạn tháo ra đó. Thì ok, clip này kết thúc tại đây nha các bạn.